Chúng ta vẫn thường xuyên giao tiếp với người khác hàng ngày, không qua lời nói thì qua tin nhắn hay qua những cuộc gọi. Nhưng đã bao giờ các bạn thực sự nghĩ về cách chúng ta đang giao tiếp chưa? Bạn có nói hết những gì mình đang nghĩ trong đầu không? Bạn có nói chuyện với một người đàn ông giống với cách bạn nói chuyện với một người phụ nữ không? Nếu có thì có thể việc giao tiếp của bạn vẫn chưa được hiệu quả 100% đâu. Vlog số 7 này sẽ nói về cách chúng ta giao tiếp bằng cả cơ thể, giọng điệu và nội dung nói để có thể truyền đạt sao cho đủ ý và hiệu quả nhất có thể. Chúng ta cũng sẽ nói về sự khác biệt cơ bản khi giao tiếp với phụ nữ và đàn ông. Mình là Trung Hà và đây là kênh Đàn Ông Học, nơi giúp các anh em có thể khám phá và cải thiện bản thân, còn các chị em thì có thể hiểu và giao tiếp tốt hơn với nửa kia của mình. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Để bắt đầu vlog về việc nên giao tiếp thế nào thì chúng ta sẽ nói về không nên giao tiếp như thế nào trước. Những điều cấm kỵ này tưởng như khá hiển nhiên, tuy nhiên thì nó vẫn xảy ra hàng ngày. Cả các bạn nam và nữ thực sự phải nhớ thật sâu những cái này để tránh bị mắc phải nhé. Lỗi thứ nhất, ngắt lời người khác. Những ai chưa có độ trưởng thành nhất định thường có một nhu cầu thể hiện bản thân khá lớn. Một số người thể hiện nó qua sự phô trương các hàng hiệu hay khoe khoang bằng cấp, hay thể hiện độ tri thức của mình qua liên tục đăng bài post trình bày quan điểm trên mạng. Một số thì thể hiện qua hành động ngắt lời người khác mỗi khi có cơ hội. Nam giới thường tận dụng nhảy vào khi có cơ hội để thể hiện họ hài hước hay thông minh, là alpha man. Nữ giới thì thường tận dụng những cơ hội để kể câu chuyện của mình. Phép lịch sự tối thiểu là dù bạn muốn làm gì đi chăng nữa, thì cũng hãy chờ người khác nói cho xong ý kiến của mình rồi hãng phát biểu nhé. Bản thân việc kiềm chế được nhu cầu ngắt lời ấy đã là một bước tiến lớn trong việc trưởng thành rồi. Ngược lại với ngắt lời người khác là nói quá nhiều với mức không cho người khác cơ hội để nói. Thường thì lỗi này hay xảy ra khi ai đó trở nên quá bức xúc hoặc phấn khích, nên nếu nó chỉ hiếm khi xảy ra thì có thể thông cảm được. Nhưng nếu có ai đó bạn biết hoặc chính bạn là người nói tới trên 70% thời gian cuộc gặp gỡ, thì lần tới hãy nhớ chia phần sân khấu cho người khác nữa nhé. Một lỗi phổ biến khác đó là nói tất cả những gì mình nghĩ trong đầu. Bạn sẽ ngạc nhiên khi có rất nhiều người coi hành động này là thẳng thắn và đáng tự hào vì mình quang minh chính đại. Nhưng thực ra với người nghe thì nhiều khi nó lại là một hành động vô duyên, thậm chí gây tổn thương. Nếu đó là người hiểu rõ tính bạn thì may ra họ còn bỏ qua. Chứ nếu là người lạ thì chắc chắn họ sẽ không còn muốn nói chuyện với bạn nữa đâu. Người trưởng thành thì một là sẽ chỉ nói vừa đủ, đúng lúc, đúng người, chứ không phải lúc nào cũng nói hết. Và hai là sẽ có cách nói để sao cho vẫn đúng ý mình mà vẫn không làm khó chịu người nghe. Nếu bạn chưa học được cách nói ấy thì tốt nhất là hãy hạn chế nói những gì mình đang nghĩ trong đầu lại nhé. Điều cấm kỵ tiếp theo là quá để ý tới việc phải nói gì mà quên việc phải nói như thế nào. Một lý do lớn khiến nhiều người cảm thấy nói chuyện qua mạng thì rất hợp, tới khi gặp ngoài đời thật thì lại không còn cảm thấy hứng thú khi nói chuyện như vậy nữa. Đó là do khi gặp mặt bạn không chỉ đang nghe nội dung nói mà còn nhìn thấy và cảm thấy cách họ nói nữa. Những thứ này là vô hình, ảnh hưởng trực tiếp tới trực giác của bạn, từ đó ảnh hưởng tới tâm lý và cảm nhận của bạn về người đó. Nếu cách nói của họ có vấn đề, thì dù họ có nói ra hoa ra ngọc, bạn vẫn sẽ cảm thấy họ có gì đó không ổn. Lỗi tiếp theo là không có những câu nói lịch sự tối thiểu như cảm ơn, xin lỗi hay xin chào. Những câu nói này tưởng như đơn giản, nhưng vẫn không có nhiều người biến chúng thành thói quen. Một số người chỉ nói cảm ơn hay xin lỗi với những người mà họ muốn lợi dụng. Trong khi đó thì những lời nói này nên được dùng như một thói quen xã giao hàng ngày với tất cả những người mà bạn tiếp xúc trong cuộc sống. Nói cảm ơn lúc bác bảo vệ đưa cho bạn mổ vé xe. Cảm ơn lúc bạn thấy cô thu rác đổ thùng rác nhà mình. Cảm ơn người vợ nấu món ngon cho mình dù có là lần thứ mấy cô ấy làm điều đó chăng nữa. Nói xin lỗi khi bạn vô tình ngáng đường người khác, chứ đừng chỉ mỉm lùi ra chỗ khác nhé. Vân vân và vân vân. Lỗi tiếp theo là gặp mặt nhưng không nói gì, hoặc nói gì trả lời nấy, hoặc cắm mặt vào điện thoại. Nếu là nói chuyện qua mạng thì xin hay không rep thì còn có cớ là bận hay ngủ quên, hoặc mạng kém. Chứ gặp mặt mà có những lỗi này thì chỉ đang gửi tới người đối diện một thông điệp duy nhất,
đó là tôi không có hứng thú nói chuyện với bạn. Có rất nhiều bạn trẻ, cả nam, cả nữ, mắc lỗi này và biện minh là vì hồi hộp quá, căng thẳng quá. Các bạn nữ là hay viện cớ này nhất, nên mới như vậy, chứ không phải có ý đấy. Hãy nhớ là dù bạn có ý tốt mấy đi chăng nữa, mà người khác không những không hiểu được ý đó, mà còn hiểu sang một ý khác, thì ý tốt tới giời cũng không thể nào làm bạn trở nên bớt xấu xí hơn trong mắt người kia. Vì vậy, nếu bạn thực sự không biết phải nói gì khi lần đầu gặp mặt, thì hãy học những cách dưới đây trước khi đồng ý gặp bạn người ấy. Còn nếu không chịu học hoặc không biết học ở đâu thì hãy nói chuyện qua mạng với người ấy cho tới khi hai người có đủ những điểm chung cần thiết để duy trì một cuộc hội thoại có ý nghĩa nhé. Cuối cùng thì một lỗi không thuộc về giao tiếp nhưng thuộc về vẻ bên ngoài, đó là có một vẻ bên ngoài không tôn trọng người đối diện. Nếu bạn ở nhà của mình thì bạn mặc gì cũng được, xấu xí hay ngớ ngẩn tới đâu cũng được, thậm chí trần truồng cũng được. Nhưng nếu đã xác định sẽ đi gặp một ai đó, nếu không phải người thân quen, thì hãy mặc sao để vừa tôn trọng người mình sẽ gặp, vừa phù hợp với hoàn cảnh. Chắc chắn bạn sẽ không đi dự lễ cưới của người bạn của mình với quần đùi áo may ô, dù trời hôm đó có nóng thế nào đi chăng nữa. Bạn cũng sẽ không đi gặp crush của mình với dép tông, tóc tai luộm thuộm, râu chưa cạo và mùi cơ thể nồng nặc. Ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Và nếu người đối diện không thích hoặc cảm thấy bị xúc phạm bởi trang phục bạn mặc, cách bạn chăm sóc cơ thể của mình hay mùi cơ thể của bạn trong lần gặp đầu tiên, thì rất có thể đó cũng là lần gặp cuối cùng. Vì vậy, hãy ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, vừa vặn với cơ thể, nên xịt nước hoa và khử mùi vừa đủ, đầu tóc sạch sẽ và phù hợp với khuôn mặt, cạo râu, còn nếu bạn muốn để râu thì phải chăm sóc nó tử tế. Về việc đồ để đi thì sự lựa chọn an toàn nhất luôn là giày. Nếu sự kiện trang trọng thì đi giày tây, còn đi chơi thì giày sneaker. Dép, bất kể các loại dép hay kể cả xăng đan, chỉ nên để đi ở nhà. Nếu bạn là nữ thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn nam. Rồi, trước khi học những cách giao tiếp tiếp theo thì bạn phải dừng lại và học thuộc hơn thuộc bảng kiểu chiêng những điều cấm kỵ ở bên trên. Nếu bạn thuộc được chúng và không hề phạm phải chúng là bạn đã khá hơn rất nhiều trong việc giao tiếp so với chính bản thân bạn và so với không ít người ngoài kia đấy. Nào, bây giờ chúng ta chính thức bước vào bài học. Bài học về giao tiếp của chúng ta gồm 2 phần, một là làm gì và hai là nói gì. Tại sao giao tiếp, tức là nói chuyện, mà lại phải quan tâm tới việc làm gì? Như mình đã nói ở trên thì việc bạn nói như thế nào bao gồm giọng điệu bạn trầm bổng ra sao, khuôn mặt bạn như thế nào, tay của bạn làm gì khi bạn nói, vân vân, đều ảnh hưởng tới cách người khác dịch thông điệp bạn muốn truyền tải như thế nào. Tất cả những cái đó gọi là ngôn ngữ cơ thể. Ladka nikal gaya. लड़का निकल गया ओ लड़का निकल गया लड़का निकल गया लड़का निकल गया। Bản thân cơ thể bạn luôn không ngừng truyền tải một thông điệp riêng trong từng cử động của nó. Và đôi khi thông điệp ấy lại hoàn toàn khác với thông điệp bạn nói ra bằng miệng. Trong bộ não của chúng ta, từ khi sinh ra đã có sẵn bộ thông dịch ngôn ngữ cơ thể để có thể dịch được tín hiệu từ cơ thể của người khác. Điều này là bởi trước khi ký tự được sinh ra, thì loài người chúng ta buộc phải dùng mắt để nhận định chỗ nào, sinh vật nào nguy hiểm, có khả năng chấm dứt sự tồn tại của chúng ta. Không chỉ đơn giản là nhìn thấy, mà do bản năng sinh tồn chúng ta buộc phải trở nên cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể của sinh vật kia, dù đó là động vật hay là một con người khác, để biết là nó đang chuẩn bị làm gì, tấn công mình hay bỏ chạy. Thank you.
Phụ nữ, những sinh vật yếu đuối vốn có bản năng sinh tồn mạnh hơn. Vì vậy, họ nhạy hơn cánh đàn ông rất nhiều trong việc nhận ra ai đang buồn hay ai đó đang giấu cái gì. Vì sự nhạy cảm này, những phân tích này thuộc về phần bản năng, cái mà chúng ta hay gọi là trực giác, nên chúng ta thường có xu hướng sẽ tin vào chúng hơn rất nhiều so với những lời nói mà người khác nói qua đường miệng. Bởi vậy, việc có một ngôn ngữ cơ thể đúng đắn thì có ảnh hưởng trực tiếp tới xây dựng ấn tượng ban đầu. Cơ thể giao tiếp không hiệu quả thì chỉ vài giây đầu khi người khác nhìn thấy bạn, người ta đã có sẵn một nhận định rất khó để thay đổi về bạn, ngay cả trước khi bạn mở lời. Nếu khi vừa mở cửa bước vào mà bạn đã tạo một thiện cảm không tốt cho người khác, thì hoặc là họ sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa, sẽ từ chối cơ hội của bạn, hoặc bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian có lý do tiếp xúc hợp lý sau đó để có được sự quý mến từ người đó. Nhớ là phải có lý do tiếp xúc hợp lý nhé, ví dụ như cùng lớp hoặc cùng chỗ làm. Chứ người ta đã ghét bạn từ ngay giây phút đầu mà bạn cứ bám theo và đòi giải thích kiểu như anh thực ra không phải như thế đâu, thì chỉ làm người ta càng ghét thêm thôi. Vì vậy, bạn nào còn đang độc thân hay chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc thì càng có thêm lý do để học những bài học về ngôn ngữ cơ thể sau đây nhé. Ngôn ngữ cơ thể số 1, dáng đứng và ngồi thẳng. Ngày xưa khi còn học tiểu học thì các mẹ các cô thường bắt chúng ta phải thẳng lưng, nhưng thực ra phải nói đúng là thẳng người, bởi khi người ở tư thế thẳng thì thực ra lưng không thẳng mà cong lõm vào trong, ngực ưỡn ra phía trước, vai hơi lùi ra sau một chút. Đây là tư thế mà nhiều người hay dùng trong cuộc sống hàng ngày, vai rũ xuống, lưng gù ra phía sau. Lý do mà nhiều người hay có dáng đi lại thế này thậm chí còn không nhận ra là vì nó rất thoải mái. Nếu bạn thả lỏng mọi bó cơ trên cơ thể thì bạn sẽ có tư thế này. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì đây là tư thế mà mọi bó cơ trên cơ thể bạn đều được thả lỏng, nên người khác khi nhìn vào tư thế này của bạn sẽ nhận ra một thông điệp rằng bạn là một người hoặc là rất lười, hoặc là đang rất mệt mỏi, hoặc đang rất chán đời. Chúng đều là những tín hiệu hoàn toàn không tích cực. Bạn chắc chắn sẽ không muốn đi gặp crush hay đi phỏng vấn xin việc với tư thế loser kinh điển này. Tư thế này phổ biến nhất khi các bạn ngồi trên máy tính ở nhà. Vì ở nhà nên các bạn cảm thấy thoải mái, nên cơ thể thả lỏng và sẽ sinh ra một tư thế không hề tốt cho cuộc sống và sống cổ chút nào. Ngay sau khi xem vlog này thì các bạn thử nhìn quanh và nhìn chính bản thân mình xem mình có đang làm như vậy không nhé. Tư thế đứng hoặc ngồi đúng như sau. Ngực ưỡn ra phía trước, vai hơi đưa ra phía sau, mặt nhìn thẳng. Rất nhiều bạn ngày nay do thói quen cúi xuống check điện thoại mà khi đi lại hay có thói quen cúi đầu xuống, vừa xấu vừa ảnh hưởng tới đốt sống cổ, không tốt chút nào. Vì vậy, ngoài lưng và ngực thì nhớ mặt phải nhìn thẳng. Đây mới là tư thế đứng đúng. Bạn phải tập giữ tư thế này cả khi đang đi lại lẫn lúc ngồi. Lúc nằm thì không cần, nhưng vẫn phải chọn đệm đủ cứng để giữ cho lưng không bị chùng xuống quá sâu như tư thế ban nãy. Tại sao tư thế này lại là tư thế tốt? Trước hết, khi bạn so sánh về mặt diện tích cơ thể khi nhìn từ đối diện, thì tư thế đứng đúng này sẽ có diện tích bề mặt lớn hơn so với việc rũ người vào như lúc nãy. Với đàn ông thì điều này sẽ khiến cho người đối diện có cảm tưởng bạn đang có một cơ thể lớn hơn, từ đó tạo cảm giác an toàn và dựa dẫm được. Với phụ nữ thì việc đứng thẳng sẽ giúp những đường cong trên cơ thể trở nên càng nổi bật hơn, càng quyến rũ hơn và sự nữ tính trong người cũng nổi bật hơn. Ngôn ngữ cơ thể và tâm lý bên trong có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các cụ hay nói tâm sinh tướng, còn khoa học thì nói bạn cảm giác như thế nào thì cơ thể của bạn sẽ phản ánh ra như thế. Nếu bạn là một người muốn giấu giếm điều gì đó, cơ thể bạn sẽ tự động điều chỉnh để sao cho cơ thể trở nên nhỏ nhất có thể để không bị nhìn thấy. Đây là lý do tại sao mỗi khi ta nhìn thấy ai đó cứ vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc và người thì rón rén rụt cổ vào thì ta nói người đó trông đáng nghi. Ngược lại, tư thế đứng thẳng sẽ tạo ra cảm giác đáng tin tưởng hơn. Ngoài ra, đứng thẳng còn là biểu hiện của sự tự tin. Khi bạn đứng thẳng, bạn đang để lộ ra rất nhiều diện tích cơ thể, cũng đồng nghĩa với việc nếu kẻ thù bạn muốn tấn công bạn, họ sẽ có rất nhiều chỗ để có thể làm bạn bị thương. Vậy là thông điệp mà người khác trong vô thức nhận được khi ấy sẽ là: ồ, anh ta không sợ bị tấn công, hẳn là anh ấy mạnh mẽ lắm. Đây là lý do vì sao những siêu mẫu nam khi chụp hình thì dù họ có nghiêng người chụp ở tư thế nào đi chăng nữa thì lưng của họ cũng vẫn rất thẳng để tạo độ nam tính và thần thái tự tin. Ngược lại, ai không tự tin hoặc cảm thấy sợ hãi thì sẽ có xu hướng co rúm người lại, là vì bộ não đang bắt họ phải bảo vệ những cơ quan nội tạng trọng yếu như tim, phổi và gan, v.v. Ngay cả khi nỗi sợ đó chỉ là ám ảnh tâm lý.
Khi đi lại với tư thế thẳng người thì cũng hãy lưu ý là đừng đi quá nhanh, trừ phi bạn có việc gì đó gấp. Nếu bạn có đủ thời gian để đi tới nơi bạn cần đi hoặc không có giới hạn thời gian cụ thể, hãy đi chậm rãi, không chậm quá, không nhanh quá, hãy cứ thong thả. Điều này cũng làm tăng phong thái tự tin cho bạn. Cánh đàn ông thường có sải chân dài hơn và tốc độ đi trung bình nhanh hơn phụ nữ. Nên nếu bạn đi với bạn gái thì phải để ý đi chậm lại để bạn gái không phải cố đuổi theo, nhất là nếu cô ấy đang đi giày cao gót nhé. Tóm lại, cánh đàn ông chúng ta càng có nhiều lý do hơn để đứng thẳng. Người trông to hơn, có cảm giác là chiều cao cao hơn, có vẻ đáng tin cậy hơn và tự tin hơn. Ngôn ngữ cơ thể thứ hai mà mình muốn nói ở đây là tư thế mở. Mở ở đây có nghĩa là bạn để mở toàn bộ phần cơ thể của bạn mà không có gì che chắn ở phía trước. Ngược lại với tư thế mở là tư thế đóng. Đóng với tay có thể là khoanh tay trước ngực hoặc đút tay vào túi quần hoặc ngồi vắt chân. Tư thế đóng thường gửi đi hai tín hiệu. Bởi khi tay hay chân ở tư thế đóng, chúng ta sẽ rất khó để kịp thời đổi sang tư thế phản vệ nếu có ai đó bất ngờ tấn công. Nên một trong những tín hiệu mà tư thế đóng gửi đi là sự mạnh mẽ, quyền lực. Bởi người khác sẽ nghĩ rằng hẳn anh ta không sợ bị tấn công thì mới dám để tư thế ấy. Đây là lý do vì sao mấy tay bảo vệ trong phim Mỹ thường có kiểu đứng khoanh tay. Hay khi có ai đó ở vị trí quyền lực cao thì họ hay vắt chân khi nói chuyện với người dưới trướng. Và những người mẫu nam khi chụp ảnh thì không thể thiếu tư thế đút tay vào túi quần kinh điển để thể hiện sự tự tin. Tư thế đóng còn có thể được dịch ra thành tôi không muốn giao tiếp với ai. Khi bạn đưa tay hay chân ra phía trước, chắn một phần cơ thể của bạn. Nó giống như bạn đang tạo ra một rào chắn giữa bạn và người khác vậy, gây cản trở quá trình giao tiếp. Nếu bạn để ý thì bọn trẻ con khi không vừa ý cái gì thì sẽ ngay lập tức khoanh tay lại trước ngực phụng phịu. Ấy là vì trẻ con thường hành động theo bản năng và bản năng ấy đang nói rằng con không muốn nói chuyện với bố mẹ nữa, dẫn tới một ngôn ngữ cơ thể đóng như đã nói ở trên. Dù là thông điệp quyền lực hay từ chối giao tiếp thì cả hai đều không phải là thông điệp bạn muốn dùng trong giao tiếp hàng ngày, trong phỏng vấn hay đi hẹn hò thì càng không. Vì vậy, cố gắng không khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chân hay đút tay vào túi quần khi nói chuyện. Nếu bạn nói chuyện với người lớn tuổi thì những điều ấy càng trở nên cấm kỵ, bởi như vậy là vô lễ. Hãy có tư thế mở, đơn giản là thả lỏng tay khi đứng. Nếu cần thiết thì cứ vung tay chém gió cũng được. Nếu thấy tay thừa thãi quá thì có thể cầm cốc nước trên tay, không nhất thiết phải uống nhưng tay đỡ cảm thấy trống trải hơn. Khi bạn tự tin hơn trong giao tiếp rồi thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn ngay cả khi tay không có gì. Lúc ở một mình thì tư thế đóng thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng khi có người khác lại gần nói chuyện thì bạn nên gỡ nó ra để cả bạn lẫn người khác đều cảm thấy thoải mái hơn, cởi mở hơn khi nói chuyện. Ngôn ngữ cơ thể thứ ba là nhìn vào mắt khi nói chuyện, hay còn gọi là giữ eye contact. Tuy nhiên thì không phải, hay nói chính xác là không nên nhìn liên tục vào mắt người đối diện nếu bạn đang nói chuyện với người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung. Ở văn hóa phương Tây thì họ có thể nói chuyện với nhau cả chục phút mà mắt không rời nhau. Nhưng Việt Nam mà làm thế thì sẽ dễ gây cảm giác không thoải mái, thậm chí khó chịu bởi không nhiều người quen với việc đó. Điều đó không có nghĩa là bạn cứ vừa nói vừa nhìn mây, nhìn trời, nhìn lên, nhìn xuống, mà là bạn nhìn vào mắt người nghe phần lớn thời gian bạn đang nói chuyện. Trên mạng thì anh ấy và mọi người có nói rằng đấy, anh ấy làm công việc như thế, nhưng mà để hiểu một cách thật là rõ thì mọi người cũng chưa chắc hiểu rõ đấy. Dạ, thì thực ra là như thế này. Em nghĩ rằng là một cái sản phẩm hay nội dung bán hàng thì bao giờ nó cũng cần nhiều tầng nội dung khác nhau, và cái ý nghĩa của nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà chỉ khi nào bạn dừng lại để nghĩ hoặc nhớ lại cái gì đó mới đưa mắt ra chỗ khác, sau đó lại quay trở lại với người nghe. Cá nhân chị thì vẫn nghĩ rằng là giữa thú vị và quyến rũ ấy, thì quyến rũ nó đã cao hơn thú vị một cách ấy. Nếu là hai người đàn ông với nhau thì tránh giữ eye contact quá lâu, bởi nó dễ gây hiểu lầm hoặc không thoải mái. Nếu là giữa hai người phụ nữ hay giữa đàn ông và phụ nữ thì thời gian giữ eye contact có thể lâu hơn. Nếu bạn là người ở vị trí lắng nghe thì hãy giữ eye contact càng lâu càng tốt, nhất là khi người ấy đang nói với bạn. Điều này thì sẽ làm cho người đối diện cảm thấy bạn thực sự chú tâm vào cái họ đang nói, và họ sẽ rất thích điều đó. Đương nhiên thì bạn chỉ làm được những điều này nếu bạn thực sự chú tâm. Nếu không thì cứ vài giây bạn sẽ quay ra check điện thoại, vài giây khác lại nhìn ra cửa sổ ngắm người đi đường.
Hãy nhớ là những bài học này luôn cần được thực hiện với sự thành thật ở bên trong. Đừng cốt chỉ làm để tỏ ra mình là người giao tiếp tốt. Vì khi bạn cưỡng ép làm điều gì đó thì bạn sẽ không thể nào duy trì ngôn ngữ cơ thể giả tạo ấy lâu được. Sẽ có những sự mâu thuẫn nhất định trong cái bạn thực sự muốn làm và cái bạn đang cố tỏ ra để làm. Những mâu thuẫn ấy sẽ tạo ra một thứ ngôn ngữ cơ thể không đồng nhất. Từ đó khiến một người có sự nhạy cảm vừa đủ sẽ cảm thấy sự gượng gạo ở bạn và cho rằng bạn không đáng tin tưởng. Việc giữ ánh mắt khi giao tiếp này thoạt nghe tưởng rất dễ, nhưng rất nhiều bạn, cả nam cả nữ, do thiếu kinh nghiệm mà hay có cảm giác lo lắng, hồi hộp khi nói chuyện với người khác, nhất là người lạ hoặc người khác giới, từ đó liên tục nhìn ra chỗ khác khi đang nói chuyện. Vì vậy, trong đầu các bạn luôn cần phải tự nhắc mình về vấn đề này để không bị thói quen cũ kiểm soát nhé. Ngôn ngữ cơ thể cuối cùng mà mình muốn nhắc tới trong vlog này đó là biểu cảm trên khuôn mặt. Phụ nữ thường có biểu cảm sống động hơn bởi họ có phản ứng về mặt cảm xúc mạnh hơn. Tuy nhiên, sức ép xã hội luôn bắt đàn ông phải mạnh mẽ, phải cứng rắn. Nên nhiều anh em, nhất là những chàng trai trẻ, luôn ép mình không được lộ ra cảm xúc của mình. Điều này thực ra rất sai và việc không ngại thể hiện cảm xúc, thậm chí nói về cảm xúc của mình lại là một trong những điều nam tính nhất của đàn ông mà phụ nữ từng nhận định. Nếu bạn còn nhớ thì ở vlog 1 mình đã từng nói, việc chấp nhận con người mình và không sợ thể hiện chúng là một trong những bước đầu tiên để trở thành một người đàn ông trưởng thành và bản lĩnh. Vì vậy, các anh em hãy tập cách điều khiển những múi cơ trên khuôn mặt của mình. Các múi cơ mặt đang phản bội mày, đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Không phải để có biểu hiện lươn lẹo, mà để truyền đạt cảm xúc tới người khác một cách hiệu quả và đúng với những gì anh em đang cảm thấy nhất. Ví dụ đơn giản nhất là nụ cười. Nhiều anh em nghĩ rằng giữ một bộ mặt lạnh mới là cool ngầu, mới là nam tính. Nhưng sử dụng nụ cười đúng cách sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn mà vẫn giữ được sự đàn ông của mình. Hoặc có những bạn thực ra không phải muốn tỏ ra lạnh lùng, nhưng mặt sinh ra đã vậy, hoặc không giỏi thể hiện cảm xúc nên nhiều khi bị hiểu lầm một cách oan ức. Nếu khi bạn cười mà bạn chỉ chuyển động miệng, người khác sẽ biết ngay đó là cười giả. Nếu bạn chỉ cười một bên miệng, người khác sẽ nghĩ đó là cười mỉa. Nhưng nếu bạn cười đều hai bên và kết hợp với mắt hơi nheo lại, nụ cười đó sẽ trở nên thật hơn, bởi đó là cách những múi cơ trên khuôn mặt chuyển động khi bạn cười thật. Okay, it's probably just like this. Một vẹo nhỏ là hãy tưởng tượng khi nhìn thấy người đối diện, bạn như đang nhìn thấy một đứa trẻ đang tập đi. Thường khi chúng ta nhìn thấy cảnh như vậy thì chúng ta sẽ thấy chúng rất dễ thương, đáng yêu và mỉm cười vì sự đáng yêu đó. Nếu tưởng tượng được ra cảnh đó hoặc bất cứ thứ gì khác làm bạn cười thực sự thì nụ cười của bạn sẽ trở nên thật hơn. Và khi người đối diện được bạn đón chào bằng nụ cười thân thiện thực sự thì họ sẽ dễ cảm mến bạn hơn và cũng cởi mở với bạn hơn. Điều này không có nghĩa là bạn liên tục phải cười. Ở một số trường hợp chúng ta buộc phải có một bộ mặt nghiêm túc để muốn người khác tập trung vào lời mình đang nói. Ví dụ như lúc bạn đang phải đứng lớp và muốn học sinh giữ trật tự chẳng hạn. Điều quan trọng cần nhớ ở đây là nếu giao tiếp ở khoảng cách gần thì ngoài ánh mắt thì chúng ta sẽ còn để ý chủ yếu tới khuôn mặt và những biểu cảm trên chúng. Vì vậy hãy học cách kiểm soát chúng sao cho tương ứng với những cảm xúc bạn đang có. Tuy nhiên nếu cảm xúc bạn đang có không phù hợp với hoàn cảnh, ví dụ cảm thấy buồn cười khi đang nói chuyện nghiêm túc thì hãy biết kiềm chế lại nhé. Vlog này sẽ được dừng ở đây để dành trọn vẹn cho ngôn ngữ cơ thể. Thứ ngôn ngữ đầu tiên mà người khác sẽ cảm nhận được ở bạn trước cả khi bạn dùng ngôn ngữ nói. Chúng ta đã được học về những điều tối kỵ trong giao tiếp mà ai cũng cần phải tránh. Chúng ta cũng đã nói về những ngôn ngữ cơ thể mà chúng ta nên làm hoặc tránh làm trước khi cuộc hội thoại thực sự bắt đầu. Ở vlog sau chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề và giao tiếp này, nhưng là với câu hỏi nói gì nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.